Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sau khoảng thời gian cũng khá lâu do công việc của em nó cũng có hơi bận một chút nên em không có time để làm video và thu âm. Hôm nay là một ngày cuối tuần đầu tháng 8, nó cũng rảnh rảnh nên em quay trở lại để làm video để gửi tới anh em. Trong video hôm nay em gửi tới mọi người về một sản phẩm của hãng Toyota Corolla Cross 2021, mẫu SUV được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và được chính thức trình làng tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, theo nguồn báo VN Express. Trước khi ra mắt tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 8 năm 2020 thì Toyota đã có buổi ra mắt tại Thái Lan vào những ngày đầu của tháng 7 năm 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Motor Thái Lan giới thiệu sự ra mắt toàn cầu của mẫu SUV mới Corolla Cross tại Thái Lan. Kiệt tác tuyệt vời này đã được phát triển để thể hiện một cảm giác mạnh mẽ, thể thao, nhanh nhẹn, trong khi nội thất nổi bật với một không gian rộng rãi, thoải mái, tuyệt vời, sức chứa khoang hành lý rộng lớn và có thể điều chỉnh chiều cao, cabin yên tĩnh. Bên cạnh đó, Corolla Cross hoàn toàn mới đã được thiết kế kỹ lưỡng để đáp ứng hoàn hảo mọi loại nhu cầu và lối sống của khách hàng với một danh sách đầy đủ các trang thiết bị tuyệt vời để đảm bảo khách hàng có thể tận hưởng sự linh hoạt tuyệt vời, bao gồm bổ sung power packs, cảm biến và màn hình lớn. Hơn nữa, chiếc xe đi kèm với Toyota New Gober hay TNGA nổi tiếng, đảm bảo hiệu suất lái hàng đầu cùng với Toyota Safety Sense đẳng cấp thế giới, mang đến sự tự tin và an tâm tối đa trong mọi hành trình. Corolla Cross hoàn toàn mới có sẵn trong động cơ xăng và các biến thể động cơ hybrid thế hệ thứ tư 1,8 lít mang lại khả năng tăng tốc tuyệt vời với và tiết kiệm nhiên liệu. Xe sẽ có 3 phiên bản bao gồm GVHV Hybrid, tất cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.8 lít. Với mức giá tạm tính tại thời điểm hiện tại cho phiên bản cao cấp nhất Hybrid hơn 970 triệu đồng. Đây là một mẫu xe thiết kế hướng đến khách hàng là gia đình với thiết kế tiện nghi, công nghệ rộng rãi, thoáng mát, đặc biệt với điểm nhấn khoang hành lý rộng rãi với kích thước rộng 1369, cao 847, ngang 487. Bên cạnh Yaris Cross, Corolla Cross là mẫu xe thứ hai của Toyota được đi kèm với tên Cross, được hiểu đơn giản là phiên bản gầm cao của mẫu sedan hoặc hatchback. Corolla Cross có các kích thước tổng thể như sau: chiều dài là 4460, chiều rộng là 1825, chiều cao là 1620, chiều dài trục cơ sở là 2640, khoảng sáng gầm xe là 161. Về phần ngoại thất của xe, nhìn tổng thể xe phía bên ngoài thì phía trước của xe là mặt nạ ga lăng với thiết kế mới táo bạo, các lỗ hình tổ ong lớn, đây là sự bứt phá đổi mới. Cùng với đó là cặp đèn pha ở hai bên, phiên bản HPV là LED, còn phiên bản C là bi halogen. Đuôi đèn gầm nhỏ gọn nằm tròn vo dưới phía dưới mặt ga lăng. La răng của xe sẽ có hai sự lựa chọn cho khách hàng là 17 inch và 18 inch. Phía trên nắp capo có đường gân dập nổi nhưng không quá cao, vẫn tạo ra cảm nhận nhẹ nhàng cho khách hàng. Xe có cửa sổ trời, vuông gập chỉnh điện, anten vây cái trên nóc xe, gọn gàng, mạnh mẽ. Đèn stop tuy nhỏ nhưng được thiết kế dạng đèn LED lên rất sáng. Tiếp đến, chúng ta cùng khám phá phần nội thất bên trong xe. Mở cánh cửa bước vào bên trong, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước khoang nội thất nổi bật với đèn LED trên màn hình đồng hồ táp lô. Vô lăng bọc da, các phím được tích hợp trên vô lăng hỗ trợ người lái cùng với phía trên táp lô và màn hình cảm ứng có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, có nút bấm Start-up, hệ thống cửa gió điều hòa có thể chỉnh bằng tay. Hàng ghế phía sau có bệ tì tay kèm với chỗ chờ để đồ. Trong khoang xe được bọc táp bi màu đen rất chắc chắn và khỏe mạnh. Về chế độ an toàn của xe, xe sẽ có 4 túi khí ở phiên bản Hybrid, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tính năng kiểm soát hành trình, cảnh báo làn đường, phanh ABS, công nghệ cân bằng điện tử cùng với rất nhiều tính năng khác. Có thể nói trong lần ra mắt lần này, Corolla Cross tạo ra cơ hội cho người tiêu dùng lựa chọn và cạnh tranh trực tiếp với hai người
anh em là Honda HPV và Mazda CX-30. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và muốn trải nghiệm về dòng sản phẩm này, xin mời hãy ghé qua các đại lý showroom gần nhất của Toyota để cùng trải nghiệm. Với mức giá cho 3 dòng sản phẩm sẽ lần lượt là 720 triệu đồng cho phiên bản G, 820 triệu đồng cho phiên bản V và 970 triệu đồng cho phiên bản HP. Em mong rằng những chia sẻ nho nhỏ ở trên sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.